Rồi nhà vườn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá trung khủng nha. Đế nở vuốt ngọn luôn. Đây, rất là khủng luôn nha. Cây này khoảng 4 người khiêng. Cây này có mã số là 2 mã số là 637 nha. Tổng hoành xét gốc đây là 245. Cây cao tính từ cái mặt khay lên trên ngọn là 130. Đang nằm cái khay nuôi là 100 nhân 100 nha. Cây rất là lực luôn. Nè. Hóc lũa rồi rất là ok luôn nha, có hang động rồi luôn. Hóc lũa nè. Đó, hóc lũa nè, lũa rất là già đẹp. Cái này á, mình thích thì mình đỡ rinh cũng được tại cây to. Tại vì cái này được cái là hoa nó thơm. Còn không á, mình không thích nữa, mình ghép tường vi vô. Tường vi thì nó có nhiều màu, mà mình muốn thích ghép cái màu nào thì mình ghép là ok luôn nha. Cây này thì nhà vườn bao sống luôn, nhà mình yên tâm. Nếu mà nhà mình ưng ý thì inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0911470409 luôn nha. Rồi Sơn cũng mới sáng tạo ra một cái khay nuôi này, nó an toàn. Thay vì mình nuôi cái bầu ươm kia không thì mình làm thêm cái khung thép đó bảo vệ luôn, rồi mình di chuyển rồi nó cũng rất là dễ luôn. Bỏ cái khung mình khiêng đi luôn. Chi phí thì như cái chi phí cho cái khay 1 mét này thì nó cũng nằm ở giá là 300. Đó. Rồi mình quay lại cái cây này nha. Wow, cây này đế nè, rất là đã luôn. Mót đầu luôn cả nha. Đó. Mót đầu luôn. Cây này ai bóc cho Sơn nha. Cây này mà mình không rước nữa là rất là uổng luôn. Rất là đẹp luôn. Đế nở mót đầu luôn nha. Hang hóc đồ rất là tuyệt vời luôn. Rất là đã luôn nha. Đó, cho mình xem kỹ nè. Rất là tuyệt vời. Đó, mình cũng mới thay cho một cây cắm thị khủng nữa nè. Cây này cũng rất là khủng đẹp. Đế nở vuốt ngọn luôn. Đó, mình quay lại cây bằng lăng đây nè. Rồi nhà vườn rất cảm ơn nhà mình luôn nha. Và hẹn gặp lại mình ở video gần nhất luôn. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt. Sống khỏe luôn nha. Liền cốt luôn. Nó liền cốt từ bên kia nó lên luôn. Mót đầu luôn nha. Đó, cái này mình làm tầng là hơi bị vip luôn. Đó, ví dụ như sau này ngay chỗ này nó lên mầm nữa là đẹp. Tại cái này vết cắt này cũng mới có cắt thôi, thì sau này nó lên mầm chỗ đây nữa, lấy một tay chỗ đây nữa rất là ok luôn nha. Đó, còn không thì mình cứ nè, có những cái tay ở đây sẵn này, nó sẽ ra là thêm. Và ở đây chắc chắn là nó sẽ lên, tại bên nhà vườn mới có cắt thôi, chưa xử lý gì cả. Thì cái vết cắt nó còn tươi nên là nó chưa có lên ngay chỗ đó nữa thôi. Đó. Cộm này 4 người khiêng nha, rất là nặng, thân cốt đặc luôn. Đó, ở đây nó có một cái hốc tích thủy đây. Đó, cỡ tầm 10 phân thôi. Nó tích thủy ở đó nha. Đó, có thể thả cá 7 màu rồi được luôn. Rồi cây này có mã số là 638. Tổng hoành cụm luôn. Cái hoành ra tới thân nhỏ luôn là 174 nha. Cây cao là 100 tính từ cái mặt bầu ươm. Đang nằm cái bầu ươm là cái khay bầu ươm là 95 x 75. Cây này khoảng 4 người khiêng, rất là nặng. Sống khỏe đó. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 7.000k bao ship luôn nha. Rất là tương lai. Đang rất là sung tốt luôn. 7.000k bao ship. Cây này rất là lực cây nha. Mót đầu luôn. Cây rất là sung. Đế nở nữa. Đó. Đế này. Đế nở luôn. Đế nó giống như nó tạo nu luôn nha. Rất là lực. Thân cốt đặc. 7.000k bao ship. Cây này khá là vip nha. Cây này còn lại là 1, 2, 3, 4, 5 thân. Ngũ phúc luôn. Cái này mà về mình phân tầng là hơi bị đẹp.
Mình mới sáng kiến ra cái khay chậu nuôi nè. Thay vì mình nuôi khay xi măng á, nó rất là nặng, vận chuyển rồi nó rất là cực luôn. Xong mới nảy ra cái ý kiến này thì thấy nó cũng ok đó, mà không biết sao, nhưng mà chắc ổn á. 7.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Và mình cũng có mấy cây đây nè, nhà mình tham khảo luôn. Cây này cây bằng lăng lá trung, cây khủng nha. Đó, cây khủng. Và mình có một lô thiên tuế rừng nữa nha. Đó. Và rất là nhiều cây, nhà mình có thể tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sợp nhà mình nha. Cây đã thành phẩm rồi, tên gọi khác là cây túc nha mình. Đây, cây xanh tươi tốt luôn, thành phẩm nha mình. Cây này có mã số là 646, có số đo hoành gốc là 62, cây cao là 55, cây đang nằm chậu lọt lòng là 39x24 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.800k bao ship luôn chậu nhà mình nha. Sợp tên gọi khác là túc, cây này từng ra trái nha mình. Đây, cây thành phẩm rồi, cây quá khỏe nha mình nha. Đây, cây rất chi là sung luôn. Cây này về nhà mình chỉ việc chơi thôi. Cây xanh tươi tốt của nhà mình. Rồi mã số 646, 1.800k bao ship luôn chậu nhà mình nha. Sợp thành phẩm. Vàng chuẩn rễ nôm này nha mình. Đây. Vàng rễ nôm này. Quái luôn nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng nhà mình nha. Cây này lá mũi mát nha mình. Cây mini quái siêu lũ luôn. Cây xanh tươi tốt nha mình. Cây này có mã số là 647. Có số đo tổng hoành gốc ngay chỗ này là 34 nha mình nha. Cây cao là 40. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 25 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.100k bao ship nha mình nha. Đây. Cây mini quá nha mình. Đây, siêu lũ luôn. Đây, cây nhà vườn cũng vô dây 80% rồi nha mình. Bán thành phẩm rồi. Mini VIP nha mình nha. Găng vàng, lá mũi mát. Nó có dòng lá tròn nữa nha mình. Lũ rinh. Đây. Cây quá quái nha mình nha. Cây này đang nằm chậu nuôi mà nó bị nứt rồi nha mình nha. Về nhà mình có thể sang cái chậu mới cho em nó nha. Đây. Siêu quái luôn. Mini, nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi mã số 647, 1.100k bao ship luôn chậu nha mình. Găng vàng, mini quái nha. Lũ này là lũ rinh, không có tác động mấy nha mình. Đây, lũ rinh nha. Tác động như có chút xíu chỗ đây thôi. Chút xíu chỗ đây thôi là tác động thôi. Còn lại là rin hết nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phong thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này mini, nhỏ mà có vỏ nha mình. Cây rất chi là già luôn. Cây này nhà vườn vô dây định hình em nó rồi nha. Cây này có mã số là 648. Có số đo tổng hoành gốc là 30, cây cao là 55. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 750k bao ship không chậu nha mình. Đây, cây mini. Nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Cây rất là già luôn. Nhìn vàng da này. Nhìn rất là lão nha mình nha. Đây, cây này nhà vườn vừa dây định hình cho em nói rồi. Kim cương đen nha mình. Đây, cây nhỏ mà có cái nu này. Có nu nè. Nhỏ mà có vỏ nha. Cây rất chi là già nha mình.
Rồi mã số 648, 750k bao ship không chậu nha mình. Cẩm thị. Nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây rất là già. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bình linh thành phẩm nha mình nha. Cây này siêu lũ rinh luôn nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây nhìn rất là mát mắt nha mình. Thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 649. Có số đo tổng hoành gốc ngay đây nha mình nha. Tổng hoành đây là 50, cây cao là 60. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 50 nha mình. Cây này có tán ngang tầm khoảng 90 nha mình nha. 90 á. Tán ngang. Ngang qua tầm khoảng 90. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2700k bao ship luôn chậu nhà mình. Bình linh thành phẩm. Đây, siêu lũ rinh luôn. Đây, cái màu trắng là lũa nha mình nha. Cái màu trắng này là lũa nha. Màu trắng này là nhà vườn chỉ tô son điểm phấn cho nó lên thôi, cho nó khoe được cái lũa thôi nha mình. Đây, cây đã thành phẩm rồi. Cây quá VIP nha mình nha. Đây. Chỉ cần côn hết nha mình. Đây, cây mặt sau nhà vườn cho gá luôn một viên đá nha. Đá này cũng dạng đá hiếm nha mình. Đây, cho gá lên một viên đá này khá là hay nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Bình linh thành phẩm siêu lũ luôn. Rồi mã số 649, 2700k bao ship nha mình nha. Bình linh. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị mini tàn rinh thiên nhiên nha mình nha. Đây, cây thành phẩm thiên nhiên tự tạo nha mình. Cây nhỏ mà có vỏ nha, chỉ xương rinh luôn. Cây rất là dài nha mình. Cây này có mã số là 650. Có số đo tổng hoành gốc là 15. Cây cao là 30. Cây có chiều dài cây tán là 50. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship luôn chậu nhà mình. Cẩm thị mini tàn rinh thiên nhiên nha mình. Cây thiên nhiên tự tạo là giống vậy nó đã thành phẩm rồi. Đây, cây xanh tươi tốt luôn nha mình, yên tâm nha. Tay cành rinh luôn. Mini nhỏ mà có vỏ nha mình. Đây, tay cành này rất là già luôn. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên mini. Cây xanh tươi tốt luôn nha mình. Rồi mã số 650, 1000k bao ship luôn chậu. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây linh sam song huynh nhà mình nha. Cây này đã thành phẩm rồi. Đây, cây này mini, nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Cái này có mã số là 651, có số đo tổng hoành gốc là 20, cây cao là 30. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 25 nha mình. Cây này nó có cái tán ngang tầm khoảng 50 nha mình nha, 50. 50 ạ. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship luôn chậu nha mình. Linh sam song huynh. Đây, chỗ này là nhà vườn sử dụng máy làm lũa nha. Cò lũ khá là hay nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn nha mình nha. Cây đế nở nè. Rễ nôm luôn. Cây mini nhỏ mà có vỏ nha mình. Đây, chi cành nè. Rất là cô luôn nha mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Thần cò lắc. Rồi mã số 651, 1000k bao ship luôn chậu, linh sam song huynh nha mình. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây trà phúc kiến bùm sụm nha mình nha. Đây,
Cây bán thành phẩm 80% rồi nhà mình nha. Đây, cây cốt đế nữa nè. Qua VIP nha mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 652. Có số đo hoành gốc là 38, cây cao là 70 đến đỉnh lũa nha mình. Cây đang nằm chỗ nuôi lọt lòng là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1500k bao ship luôn chậu nha mình. Đây, bùm sụm tên gọi khác là trà Phúc Kiến nha mình nha. Đây, cây xanh tươi tốt nha mình. Đây, hai cái màu trắng này là khô lũa tác động máy nha mình nha. Tác động máy làm lũa. Đây, cốt nở. Cây bán thành phẩm nha mình. Hai thân chung cốt nha mình nha. Hai thân chung cốt. Cây rất là già luôn. Mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Bùm sụm trà Phúc Kiến. Rồi mã số 652. 1500k bao ship luôn chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây seri rừng nhà mình. Cây form thiên nhiên. Tại cành rất là côn luôn nhà mình nha. Cây xanh tươi tốt rồi. Cây này là một chủng loại mới theo hệ bonsai nha mình nha. Đây, mới phát hiện ra. Rất là côn luôn. Tại cành côn tự nhiên nha mình. Cây này rất có tiềm năng về sau nha. Cây này có mã số là 653. Có số đo hoành gốc là 28, cây cao là 65. Cây đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 35 nha mình. Cây có chiều dài cái tán ngang là 55. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950k bao ship không chậu nha mình. Đây, seri rừng. Đây, cây đang cho hoa luôn nha mình nha. Đang cho hoa nè. Đây, ra rất là nhiều luôn. Cái này là thiên nhiên tự tạo rồi nha mình nha. Tay cành nó còn tự nhiên luôn. Đây, cái trái của nó này. Đây, nó như là cái trái seri thường của mình vậy. Nhưng mà trái này không ăn được cho mình nha. Đây, tay cành rất là côn luôn. Một chủng loại mới của hệ bonsai. Đây, rất là tiềm năng về sau nha mình. Cây xanh tươi tốt rồi. Rồi, mã số 653. 950k bao ship không chậu nha mình. Cây form thiên nhiên, cây cành còn tự nhiên luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hoa giấy nha mình nha. Cây này là cây hoa giấy thường, hoa đỏ chùm ở nhà mình. Ghép với ba chủng loại nhà mình nha. Đây, cây form cũng rất tuyệt vời nha nhà mình. Cây này đã thành phẩm rồi. Cái này có mã số là 654. Có số đo tổng hoành gốc là 48, cây cao là 80. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 35 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2400k bao ship luôn chậu nhà mình. Hoa giấy. Cái cây này cây gốc là cây hoa đỏ chùm thường của mình nha. Ghép với ba chủng loại này. Đây là cây ghép với tím Huế nha mình. Này, ghép đây, cẩm thạch nha mình nha. Ghép cẩm thạch nha. Đây, à đây, ghép thằng hoa Mỹ luôn nha mình. Hoa Mỹ nha. Là cây này nằm bốn chủng loại trên đây. Đây. Cây form cũng rất là ok nha mình. Tuyệt vời. Hoa đỏ chùm. Giấy Mỹ, cẩm thạch. Và tím Huế luôn nha mình. Rồi mã số 654. 2400k bao ship luôn chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hoa giấy Mỹ nha mình nha. Cây đã bán thành phẩm rồi. 80% rồi nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Dàn rễ nôm rất là VIP cho mình nha. Cái này có mã số là 655. Có số đo hoành gốc ngay đây là 25 nhà mình. Cây cao là 45. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1200k bao ship luôn chậu nhà mình.
hoa giấy Mỹ nha mình nha. Đây, cây xanh tươi tốt luôn, cây lọc non đi nè, rất là khỏe luôn nha mình. Cây vô dây 80% này nha mình, vàng rễ nôm mà, rễ nôm quái luôn nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 655, 1200k bao ship luôn chậu nha mình, hoa giấy Mỹ. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây trà Phúc Kiến, tên gọi khác là bùm sụm nha mình nha. Cây này bán thành phẩm rồi, cây xanh tươi tốt luôn nha mình. Cây này có mã số là 656, cái số đo tổng hoành gốc là 33, cây cao là 64, cây đang nằm chậu lọt lòng là 37 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1500k bao ship luôn chậu nhà mình, bùm sụm trà Phúc Kiến nha mình nha. Đây, cây đang cho hoa này, đây, đang cho hoa đậu trái nha mình nha. Đây, bùm sụm hoa quá trời luôn, cây xanh tươi tốt quá nhà mình yên tâm nha. Tay cành 80% rồi nha mình, làm form thiên nhiên nha. Cây xanh tươi tốt luôn, cây này hai thân chung cốt, thân này nhà vườn làm lũa nha mình nha. Đây lũa nè, màu trắng là lũa nha mình. Rồi mã số 656, 1500k bao ship luôn chậu nha mình, bùm sụm trà Phúc Kiến. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây nhà vườn vô dây định hình cho em nó rồi, cây này mini, nhỏ một cái vỏ nha mình, cây xanh tươi tốt luôn. Cây quái nha mình nha, thân co lắc luôn. Cây này có mã số là 658, có số đo hoành gốc là 26, cây cao là 30, cây đang nằm chậu lọt lòng là 25 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1100k bao ship luôn chậu nha mình. Đây, hải châu. Đây, cây lọc non lên nè, cây rất là sung luôn, xanh tươi tốt luôn, nhìn rất là đã mắt nha mình. Cây quái nha mình nha, mini, nhỏ mà có vỏ nha mình, hải châu, cây xanh tươi tốt luôn, nhà mình yên tâm nha. Rồi mã số 658, 1100k bao ship luôn chậu nha mình, hải châu lá nhỏ mini. Thì mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ mini nha mình nha. Cây này cốt lùng lực, mini nhỏ mà có vỏ, cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 659, có số đo tổng hoành gốc là 35, cây cao là 30, cây đang nằm chậu lọt lòng là 25 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 950k bao ship luôn chậu nha mình. Này, hải châu lá nhỏ, cốt mini lùng lực nha mình nha, nhìn rất là lực cây luôn. Này, nhỏ mà có vỏ nha, cây vô dây định hình cho em nó rồi. Cây lọc non lên rất là khỏe luôn, nhà mình yên tâm nha. Hải châu mini. Rồi mã số 659, 950k bao ship luôn chậu nha mình, nhỏ mà có vỏ nha, cốt nở lùng lực luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây phi lao thành phẩm nha mình nha. Cây form quá vip nha mình. Cây thân co lắc lượng nha mình nha, cây rất là già luôn. Cây này có mã số là 661, cái số đo tổng hoành gốc là 33, cây cao là 50, cây đang nằm chậu lọt lòng là 30 nha mình. Cây này có cái chiều dài cái tán ngang là 70. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1300k bao ship luôn chậu nha mình, phi lao thành phẩm nha mình nha. Đây, cái này lũa nha mình nha,
lưỡi thép âm thân luôn. Phi lao thành phẩm nha mình, lưỡi thép luôn nha. Cây form quá vip nha mình. Thì mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 661, 1300k bao ship luôn chậu nha mình. Phi lao thành phẩm. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây này rất là quái luôn nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 663. Cái số đo hành gốc là 20, cây cao là 44. Cây có cây tán nha mình nha, là 57. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 34x26 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1500k bao ship luôn chậu nhà mình. Đây, cẩm thị quái nha mình nha. Rễ nôm này, dàn chân rễ nôm nhà mình. Rất quái luôn nhà mình nha. Đây, hai thân nó còn lắc này. Cây rất là già luôn nhà mình nha. Già cây. Đây, nhìn dạng da này. Rễ nôm này, nhìn rất là thích. Quái luôn nhà mình. Tàn rinh thiên nhiên, xanh tươi tốt luôn nha mọi người ta. Rồi mã số 663, 1500k bao ship luôn chậu. Cẩm thị mini quái nha mình nha. Cây rất chi là già luôn. Cây này form rất là tuyệt vời, thiên nhiên tự tạo nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị. Cây này là thành phẩm nha mình nha. Cây này lụa thép âm thân luôn nha mình. Cây này quá vip nha mình nha. Cây rất là già luôn. Kim cương đen nha mình. Cây này có mã số là 666, 3 con số 6 nha mình. Cây này có số đo hành gốc là 60, cây cao là 55. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 41x30 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2400k bao ship luôn chậu. Cẩm thị kim cương đen nha mình. Đây. Mặt trận lũ thép âm thân nha mình. Cây này quá vip nha mình nha. Đây, cây thành phẩm rồi. Đây. Đây là chậu tàu nha mình nha. Cây này quá vip rồi. Dọn hàng cho nó này. Cây xanh tươi tốt luôn nha mình yên tâm. Cây mặt lũ rất là đỉnh luôn. Kim cương đen. Nhà mình xem tham khảo hội nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 666, 2400k bao ship luôn chậu. Cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sơn liễu đỏ nha mình nha. Cái này cụm liền tốt cho mình. Cây form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này có mã số là 667. Có số đo tổng hành gốc là 38, cây cao là 45. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 25 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1100k bao ship không chậu nha mình. Đây. Sơn liễu đỏ nha mình nha. Cây chung cốt hết nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình. Cây này về nhà mình lên cái chậu khác và vô dây định hình cho nó là ok thôi. Này. Liền cốt đều luôn. Cây sống khỏe nha mình nha. Rồi mã số 667. 1100k bao ship không chậu nha mình. Sơn liễu đỏ phong thiên nhiên. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây này mini. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sơn trà Phú Yên nhà mình nha. Cây này đã thành phẩm rồi. Cây form quá vip nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 669. Có số đo tổng hành gốc là 47. Cây cao là 50. Cây có chiều dài cái tán ngang là 62 nha mình nha. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1500k bao ship luôn chậu nha mình. Sơn trà Phú Yên. Đây,
lũ này nhà vườn sử dụng máy nha mình nha, tác động máy nha. Dọc này dòng Phú Yên nè, Sơn Trà nè, nhìn cây rất là già luôn, nâu bú nha mình, nâu bú còn thân luôn nha. Rồi mã số 669, 1500k bao ship bằng chậu, Sơn Trà Phú Yên thành phẩm nha mình. Đây cành ok hết rồi nha mình nha, cây xanh tươi tốt luôn, nhà mình yên tâm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng lá trung phong thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này quái nha mình, cây có ôm đá lớn luôn nha, ôm cứng luôn, cây sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 670, có số đo tổng hoành gốc là 83, cây cao là 50, cây đang nằm bầu đất nuôi là 50 x 35 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1100k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm, bằng lăng lá trung nhà mình nha. Cây này về nhà mình có thể ghép tường vi, tục hột là tường vi huyết long cũng rất là ok. Còn không thích thì mình cứ chơi rinh quắn bình thường nha nhà mình. Đây, cây lũa này nhà mình nha, lũa này, hốc lũa này, lũa thép luôn. Đây, có ngậm một viên đá này, ngậm cứng luôn nha mình. Đây, bằng lăng lá trung. Đây, viên đá nha. Cây xanh tươi tốt rồi nhà mình yên tâm. Rồi mã số 670, 1100k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha, bằng lăng lá trung, phong thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn,